chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với tập số 3 của bộ truyện ngôi mộ cổ bên mép vực của tác giả Phương Lê. Câu chuyện này của chúng ta có thể lượng dài năm tập và hôm nay chúng ta đến với nội dung tập số 3 Đôi tay chỉ còn lại chưa toàn xương đặt lên đôi vai cổ gã. Ngày đàn ông cột đầu ôm kiếm bên mình xuất hiện, đứng ngay bên cạnh, những ngón tay sắc nhọn bấm chặn vào đôi tay của gã mà giữ lại khiến gã không thể nhúc nhích. Một cái đầu khác vừa bắt đầu vào giai đoạn phân hủy, các cảm nhận rõ mùi gây gây của thịt thối, ghé ngang vai của gã từ lúc nào gã không biết. Gã cảm thấy toàn thân của mình nóng lên bẩn bật, Lòng tham và sự bạc nghĩa đã giết chết người rồi. Gã vừa quay đầu lại, gương mặt đang phân hủy gác bên tai của gã từ từ quay lại. Bên tay phải nên mùi hôi thối ấy bốc ra. Cái đầu lâu đang phân hủy ấy không ai khác chính là ông Châu. Giờ chỉ còn là một con mắt độc còn căm hận với lời lẽ vô cùng dứt khoát và gay gắt. Đến lúc người phải đền tội rồi hãy đi theo ta. Không! gã gạo lên giật mình vùng dậy ngay sau đó cơn đắc mộng đắt tan biến gã đưa đôi mắt hoàng sợ nhìn xung quanh màn đêm đen như mực cổ của gã khô khốc bỏng rát như có người đốt lửa toàn thân của gã nóng rực ê ẩm trên vai thì đau buốt nó không giống như là một cơn mê gã loàng choàng bỏ ra khỏi ghế không khác gì người đang lên cơn nghiện vừa vội ấm nước trên bàn tu vội nhưng ấm trà vừa gã uống cạn sạch không còn giọt nước nào. Bàn tay của gã cua quào chiếc chén ở trên bàn rơi xuống sàn nhà vỡ choang. Trong đầu của gã khao khát nghĩ ngay đến bờ vực. Ngay lúc này được ngụp lặn dưới làn nước trong veo mắt lạnh để giải tỏa cơn khát như ngọn lửa đang hừng hực cháy. Chỉ có cái lạnh của vực thẳm mới có thể hạ được cơn sốt trong người của gã. Thật không thể hiểu được chứ trà thảo dược của lão Huệ cho có gì đó khiến cho gã phải chịu cơn thèm đến mức tưởng tượng hóa điên như vậy. Quên hết sự sợ hãi chỉ có ngoài vực mít đổ sức làm dịu cơn khát của gã. Bất chấp mà ngoài sân đang là đêm đen mùa đông lạnh giá. Sự sợ hãi bấy lâu và cả lời can dặn của lão Huệ. Đã cắm đầu lao ra cửa phút chốc cả thân hình của gã đang lẩn khuất trong màn đêm. Con vàng xích ngay ở cửa gầm lên vài tiếng, cuối cùng rồi liệm đi chỉ có tiếng gió ù ù sào sạc ở ngoài vườn nhãn và hai con mắt đỏ rực như hai đống lửa trong đêm kèm theo đó là tiếng gừ gừ cả biết đó là con mực của ông châu nó không trồm lên mà chỉ lùi lại phía sau để thủ thế cơn khát cháy cổ họng trên mình nóng rực không khác gì một hòn than đã thúc giục gã đứng trước bờ vực không kìm nén thêm được nữa ngay lúc này gã chỉ muốn đắm chìm trong dòng nước mắt lạnh dưới vực để mà làm dịu đi cơn nóng trên địa ngục đang thiêu đốt Không ngần ngại không có cánh tay nào đằng sau đầy gã lướt qua ngôi bộ cổ Gã đã dìm ông Châu và tiến về phía trước Để làm dịu đi cơn nóng làm cho gã quên đi lời dặn của lão Huệ Toàn bộ cơ thể của gã đổ xuống như người ta vừa hạ cây chuối Dòng nước mắt như đá ở dưới vực tung lên ôm trọn đi gã Rồi tạm thời làm dịu đi cơn nóng khiến gã tỉnh táo trở lại cho đến giờ gã vừa thoát ra khỏi cơn mê nhưng đôi chân gã đất từ lâu không còn chạm tới mặt đất ngôi mộ cổ trong tầm mắt của gã ngày một xa lời của lão huệ văng vẳng bên tai mà bốn bề xung quanh gã đều nước hãy làm đúng lời của ta nói là được nhưng tuyệt đối đừng có xuống vực đấy nhất là vào ban đêm có cái gì đó sai sai gã ngước nhìn lên chiếc bè xa gần nhất và khoảng cách và ngôi mộ cổ tương đương nhau Gã thực sự hoang loạn khi thấy trong màn đêm giữ vực bằng nhau. Mời ra bẻ cũng khó, và bơi trở về bờ vực có hàng nhãn sắp màu trong bóng đêm, cạnh ngôi mộ cổ màu xám. Không, không thể. Gã ngước mắt lên thấy hai người đàn ông, Lão Châu và một người đàn ông cụp đầu ôm kiếm đứng trên bờ, đang đứng chờ đợi lão bơi vào. Ngay lập tức trong đầu của gã hiện lên giấc mơ vừa nãy, Khương mạnh của ông Châu người đàn ông đã xuất hiện như vậy Gã quay đầu nhìn lại chiếc bè ở giữa vực và định bơi ra để hỏng trốn tránh. Gã hoàng loạn cắm cổ dùng hết sức lực của mình bơi nhanh hơn ra gần giữa vực. Nơi định làng La Giang bị con lũ dữ chôn vùi giữa hàng vài trăm năm trước. Chỉ còn cách bè vài sải tay, gã đã gần ngay lại bởi hai cái móng, bởi hai cái bóng sừng sững ngay trước mắt. Lần này thì gã đắt tận mắt nhìn thấy ông Châu đứng trên bè bằng xương bằng thịt. Ông Châu, tại sao gã thất kinh lắp bắp cùng với tiếng ì ọp của nước trong miệng phun ra khi mà nhìn thấy bộ đồ người ta liệm khi ông chồng mất chỉ còn khác chăng những phần trên cơ thể của ông đã bị phân hủy còn người đứng bên cạnh ông lạ hoắc gã chưa từng nhìn thấy bao giờ có chăng chỉ là những chập chờn trong những cơn mơ gần đây trong cơn hoảng loạn lý trí của gã muốn bơi ngược lại bờ nhưng cơ thể của gã không nghe theo ý chí của gã cả cơ thể như là buộc chỉ đang từ từ chìm xuống. Đôi mắt của gã vẫn hướng về phía trước bè nơi ông Châu đang đứng. Tiếng nước trong miệng của gã cố phì ra, tiếng nói cắt quãng. Cứu tôi! Gã ngồi lên khỏi mặt nước, bàn tay chới với hướng về phía ông Châu đang đứng trên bè. Cậu mong sự nhân từ từ người mình đã nhẫn tầm giết chết. Đứng trên bè nhìn mão cùng quấn đang từ từ chìm xuống, Ông Châu đang định chia tay ra để nắm lấy bàn tay chơi với kia, nhưng mà tiếng nói đó lại vang lên ngăn ngẳn. Một kẻ tham nam để oán báo ân có chết không phải hối tiếc, làm như vậy lại đi ngược lại mệnh trời đấy ông biết không? Bàn tay của ông Châu rút lại thì cánh tay cuối cùng của Mão từ từ chìm xuống, chỉ để lại một màn đêm đen đặc tính lặng và lạnh lẽo đến ghê người. Ở phía bờ vực nơi cổ mộ, con mở khách mõm ra ngoài chu lên từng hồi không khác gì tiếng chó sói gọi trăng vang xa trên mặt vực đã dày đặc sương mù chỉ thi thoảng có tiếng cá đớp nước thật là đáng tiếc nhân quả có thật nhưng mà nó đến quá sớm nhưng cũng tốt một tiếng thở dài não nuột vang lên chu mão chu mão bốn giờ chiều ngày hôm sau trên tay cổ nhu xách túi quà cùng cất tiếng gọi ở ngoài cầm. Phi sâu bên trong nhà cổ mão hoàn toàn tĩnh lặng không có người đáp. Đứng lưỡng lử đôi chút đang nhẹ nhàng dò xét từng bước, rồi dừng ngay ở trước sân. Bởi tiếng nhạc xanh vo ve đằng sau càng bước tới gần, thì đám nhạc xanh bay đến càng nhiều, khiến cho Nhu cảm thấy tái xanh mặt mày. Mão chú mão chưa có nhà không? Con chó vàng bị xích chết thẻ lưỡi nằm ngay mép hiên, như bị người ta bóp chết từ lâu, lũ nhàng xanh từ miệng và từ dưới đít của con chó bay vo ve bốc ra mùi hôi thối có ai ở nhà không đáp lại chỉ là một sự tĩnh lặng về tiếng gió ù ù ở ngoài vực thổi lên nhưng móc điện thoại trong túi gọi tiếng nhạc chuông kêu keng keng trong nhà nhưng không ai bắt máy cánh cửa nhà mở bung như có người đạp tung cửa ra gương mặt của nhu lo âu nhìn ra bờ vực lẩm bẩm không lẽ Nhu không bước thêm vào nhà của Mão mà quay lưng đi thẳng một mạch như chạy ra khỏi cầm. Về đến nhà của ông Châu, đôi chân của anh vẫn run rẩy, đôi mắt ngơ ngác nhìn thất thần về phía nhà Mão. Xác của con vàng buộc dây trước khiên nằm ngoẹo đầu qua một bên. Cậu gọi ai sang nhà ông Mão xem thế nào, còn chó chết nhặng xanh nhặng vàng nằm ngay ngoài cửa. Tôi không biết nhà đi đâu cả, không có ai hết. Điện thoại của Mão trong nhà vẫn rung chuông, cậu xem thế nào. Dạ vâng đếm sang ngay, nhiều cúc máy ánh mắt không rời khỏi hiên của nhà mão xác của con chó vàng nên những con nhặng xanh bay lên ngày một nhiều nhô đã lâu không ở làng cho nên chỉ có số điện thoại của mão và tú điện thoại của mão vứt ở nhà cho nên đành gọi điện cho tú nhô sốt ruột quanh quần chờ đợi mà ánh mắt không rời nhà mão có gì vậy anh nhô tiếng xe máy dừng ở ngoài cổng tú vừa đi vừa hỏi con mở gừ gừ như hàm răng nanh trắng hiếu nhọn hoắt lùi về phía sau thủ thế nhìn thấy tú bằng xương bằng thịt như với bình tĩnh lại nhưng vẫn run rẩy chỉ sang nhà mão anh gặp ma ở nhà mão sao con chó vàng chết ngay ở trước khiên như bị người ta bóp chết nhà như là nhà hoang vậy đó không có ai hay làm như nói trong tiếng thở dài tôi thấu hiểu được cảm giác của nhu sau khi cha mẹ mất chưa đầy bốn chín ngày cho nên có thể nhìn đâu đó anh cũng thấy toàn ma quỷ để em với anh sang đấy xem thế nào thú hùng dũng đi trước nhu rón rén theo sau cả hai dừng lại trước xác của con vàng nhìn vào trong nhà máo ơi tôi cất tiếng gọi rồi quay sang nhu lấy quà xác của con chó vàng những con nhặng xanh sinh sôi ngày một nhiều ghê quá lắm tôi đứng trước cửa nhìn vào trong nhà mờ tối nhà máo có ai nhà không lần này tôi cất tiếng hỏi rồi quay sang tự trả lời không có ai nhà cả họ đi đâu nhỉ họ có thể đi đâu chứ cậu có số quay trong nhà không em có số của Mão không? không điện thoại vứt trong nhà đó. Như để chứng minh cho lời nói của mình nhu bấm tiếng điện thoại kêu lên. Cậu thấy đấy, thế bây giờ phải làm sao hả cậu? Để em gọi cho con vợ con của nó nữa chứ, bốn mạng người sao có thể dễ bốc hơi như vậy? Tú đi ra ngoài bể nói chuyện để lại một mình nhu lo âu, đưa ánh mắt nhìn về phía vực nơi có ngôi mộ cổ, đang chân ngang tầm mắt, khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Tú quay ra nói rất vội, Bà mẹ con còn mẫn về Bắc Giang từ chiều qua Nhà chỉ còn mỗi thằng Mão thôi Bây giờ tính sao anh Đi gọi mọi người đến xem thế nào Phải vậy thôi Anh đứng đây chờ em một chút Như vừa quay ra thì Tú đi ra đến cầm Anh vội lùi xe ra khỏi con vàng Bất giác anh đưa mắt lướt về phía bờ vực chờ đợi Nhưng chỉ có tiếng gió ở phía dưới ù ù thổi lên Một lát sau Tú trở về kéo theo một đám đông hơn chục người trong xóm nhốn nháo trên kín nhà sân của Mão. Mọi người chia nhau tìm kiếm xung quanh nhà xem thế nào. Nhiều lên tiếng tôi dẫn đầu đám người túa ra tìm kiếm. Nhà vào vườn của nhà Mão không rộng lắm cho nên chỉ dọi đèn một lát, mọi người đều quay lại và lắc đầu thất vọng. Xác của con vàng vẫn nằm ngay ở trước hiên. Không thấy bây giờ tính sao hả anh? Cậu có số của cô Mẫn hoặc là hai thằng con nhà cô ấy không? Tôi lắc đầu. Không có, nãy em đã gọi nãy có em đã gọi rồi mình vừa lấy điện thoại của mão trong đó Tứ toan bước vào nhưng nhu cản lại từ từ đã nhu quay qua đám đông cất tiếng hỏi có ai có số của cô mẫn hoặc là hai thằng con nhà cô chú ấy không tôi có đây này nhu cầm bấm số điện thoại của người đàn ông đứng bên áp lên tai cô mẫn đấy hả tuy nhu đây ờ à, ờ à, nhưng mà không phải chuyện đấy tôi về nhà sang cô chú nhưng mà không có ai con chó vàng bị cột chết ngay trước hiên Mọi người đi tìm kiếm xung quanh nãy giờ nhưng mà không có thấy. Cô và hai cháu tu xếp về sớm xem tình hình thế nào. Dạ, thảo nào mà em gọi từ chứ đến giờ không ai nhấc máy. Em và hai cháu nóng ruột cũng đang trên đường về đây, ở nhà chăm sự nhờ anh và mọi người. Nhu nhìn mọi người đang tập trung đầy ở sân với những suy nghĩ hỗn loạn, không biết nên làm gì tiếp theo. Câu điện thoại của anh cho mẫn nó vẫn tựa như cuộc điện thoại anh nhận được khi người ta vứt xác của ông Châu sang nhà ông Huệ hỏi xem thế nào chứ cứ đứng đây làm gì phải mấy tiếng nữa mẹ con nó về về đến nơi tiếng của người đàn bà trong đám đông vang lên làm cho nhu giật mình sao không đi báo công an thằng mão nó có phải trẻ con đâu vợ con nó đi được hai tư tiếng chưa bảo báo tiếng của người đàn bà gắt gạo như đỉa phải vui khiến cho gã đàn ông im lặng nhiều nghĩ cũng phải nhưng nghĩ đến lão huệ là ông nghĩ ngay đến ngôi mộ cổ không lẽ chuyện của nhu mất tích cũng từ ấy mà ra Hy vọng lần này với Mão là không phải. Chỉ đi đi, nếu mời được ông ấy đến đây thì càng tốt. Còn công an đợi mẹ con nhà Mẫn về rồi tính. Người đàn bà đã nguyết dài bỏ chiếc nón thất tả đi về phía cổng trời đã tối hẳn. Dạ anh tính sao? Để ông Huệ sang rồi tính, tôi nghĩ có chuyện xảy ra rồi. Tôi mắt của Nhu Âu Lo nhìn về phía bờ vực. Cậu gọi tôi sang sao, tôi đang lang thang ở ngoài bờ đi lại gặp cô ấy đang đi tìm, Tiếng của lão Huệ khiến cho Nhu giật mình quay lại. Dạ, không phải tôi đã nhắc cậu, cả cha cậu rồi sao? Nhu sừng sùng đứng trước rất nhiều người hiếu kỳ trong xóm mà chẳng biết đáp sao, dòng của lão khỉ khà, Mọi người đừng cố tìm kiếm nếu tôi e là không thấy đâu về đi. Tại sao? Tối nay có công tìm kiếm tôi e cũng chẳng thấy, nếu không tin cậu có thể báo công an tùy. Nhu ngạc nhiên, sao vậy? Nếu đã biết rõ ông nói đi, để rồi cậu lại nói tôi là tuyên truyền mê tín dị đoan đi cha cậu sao hả? Nhiều câm lặng gương mặt của anh đanh lại như đá. Nếu ông nói đúng, tất cả mọi thứ sau này đều làm theo ý của ông. Lão đưa mắt nhìn mọi người như đang chờ đợi lời xác tín của Nhu và họ gật đầu xác nhận. Dưới vực. Điều như thầm khấn không phải cuối cùng lão đã nói ra. Thật ra thì anh cũng đoán được điều này. Nhà cửa vườn tược đã bị bới tung lên không thấy thì nơi cuối cùng đổ dồn xuống dưới vực cũng là chuyện bình thường như gật đầu. Chúng ta xuống vực, cậu điên sao? Cậu có biết đổ sâu dưới vực thế nào không? Đêm hôm như thế này mò xuống đó. Vậy ông muốn thế nào? Tôi biết hai cậu sốt ruột nhưng mà nếu máu còn sống cả át tự về. Còn nếu đã chết rồi con nóng vội cũng chẳng giải quyết được gì. Dù sao những người đến đây chỉ là bà con lối xóm và con của họ đã lên tiếng đầu. Nếu không tin hai cậu kêu bà con xuống vực tìm xem có thấy gì không? Nhu nhìn Tú gật đầu. Ông ấy nói đúng đấy, mọi người ai về nhà nấy đi, đừng hết ở đây cũng không giải quyết được gì. Mọi người nắn lại bàn tán dây lát rồi lục đục kéo nhau ra về. Nhu quay sang lão Huệ đang đứng chờ đợi trong sân. Chỉ còn Tú và lão chẳng có ai thèm vào bật điện. Xác của con vàng vẫn cột ở trước hiên. Lão ngó cổ tò mò nhìn vào bên trong để dò xét. Miếng giấy gói trà lão đưa cho mão vo tròn vứt ở một góc lão bấm đốt ngón tay miệng lẩm bẩm có lẽ chỉ mình lão nghe thấy không lẽ mọi thứ đã linh ứng ba mạng tế thần nhưng hoa chè còn chưa nở để vợ con cổ mão về ông sang nhà tôi ngồi chơi tôi muốn thừa chuyện tôi nghĩ vợ con nó cũng sang mời ông thôi giờ về nhà cho mất công lát ông phải qua đây tiếng của nhu vang lên làm cho lão quay trở lại tú và nhu trở ra trước lão lập cầm theo bước đằng sau bước qua xác của con vàng nằm chết cứng nghèo đầu có một bên khấp khởi theo hai người sang nhà ông châu bỏ lại ngôi nhà mão vắng lặng trong đêm tiếng xe máy của tú đã xa nhiều mới quay lại nhìn lão huệ chân nước trà rót vào nguội lạnh từ lâu nhưng vẫn còn nguyên trên bàn tôi đồng ý với lời đề nghị của ông bà cây nhang gần tàn trước bàn thờ của ông châu bà hào bỗng sáng rực cả lên nhưng có người vừa ghé miệng thổi vào con chó mực nãy giờ thấy lão Huệ đi vào nó vẫn đứng đằng ngoài, sổ lên đang ngẳng mặc cho những tiếng quát tháo của Nhu. Giữa gian thờ chỉ còn Nhu và lão Huệ. Lão dần mình trước quyết định nhanh chóng đi ngưỡng ngàng của Nhu hay giật mình về kinh nhang đang lóe sáng trên ban thờ. Con mực bây giờ đã lùi mất, tiếng sủa của nó vọng xa xa từ phía ngôi cổ mộ, nằm sát bên mép vực vọng đến. Ông lựa ngày đi, Lão Huệ có lẽ giờ này vẫn lặng thinh nghe tiếng chó, phải đợi đến tiếng dục của Nhu lão mới giật mình. Cậu không đợi sao? Đợi ai đợi gì? Mão, tôi tin đồng. Mặc dù không biết chính xác lý do, thì không nói nhưng ván cá cược ấy tôi tin đồng thắng. Đến giờ đã có quá nhiều chuyện xảy ra tôi là con trai trưởng, tôi không muốn để lại ngôi mộ trong vườn, để rồi nếu không may là có chuyện khác xảy ra. Người trong làng trong xóm lại quy tất cả tội lỗ đổi lên đầu anh em chúng tôi phải chi bố mẹ anh không bảo thủ như vậy nhô đưa mắt nhìn ra phía bờ vực rồi quay sang nhìn lão phúc họa nhân quả ai làm lấy chịu tôi chỉ hy vọng chuyện này sẽ chấm dứt tôi và gia đình tôi không mưu cầu danh lợi gì từ đấy mai tôi sẽ làm lễ tạ lão huệ gật đầu ngày dằm tháng riêng là tốt nhất nhô nhầm tính trong giây lát rồi gật đầu Rằm tháng riêng cũng được dù sao đã qua trăm ngày cha mẹ của tôi Ông đừng lo chuyện kinh phí hết bao nhiêu tôi sẽ lo chu toàn. Lão Huệ vui mừng ra mặt. Vậy thì tốt. Nhưng mà tôi muốn hỏi người nằm dưới mộ cả làng này không ai biết. Tôi hy vọng ông biết chút ít về người nằm dưới đó. Niềm vui của lão không kéo dài được lâu thì như bị tạt lên đầu một gáo nước lạnh. Được thôi. Tôi nghĩ có thể cậu đã từng nghe ngày còn nhỏ tôi đã từng suy chết đối ở con vực này chuyện ấy người làng ai cũng biết sau này khi trưởng thành tiếp cận được kiến thức tôi nghĩ ngày ấy khi chìm xuống vực ông đã bị chết lâm sàng người xưa không biết chuyện cho nên thích thần thánh hóa mọi chuyện lên có thể do ông mạng lớn cho nên thoát chết nhưng mà nhiều người khác khi mà xa xuống đó thì không được may mắn như vậy vì kế mưu sinh cho nên họ vẫn phải bám trụ ở đó lão huệ nhìn nhu rồi bật cười quả thật là cha nào con ấy chẳng sai cậu và cha cậu đều có thể dùng lý trí để giải thích được. Nếu cậu đã biết đến vậy thì còn hỏi tôi làm gì? Và tôi ngồi đây xác nhận câu chuyện đúng như thế. Như biết mình đã hố và có thể không biết chút ít thông tin người nằm dưới ngôi mộ cổ, chỉ để để thỏa mãn trí tò mò về người nằm trong vườn nhà bấy lâu. Có thật là có ngôi chùa ở dưới đáy vực không? Cậu còn đang nghi hơn bố cậu nhiều đấy. Nhưng chính bản thân tôi cũng chỉ dựa theo suy đoán muốn biết hết thì phải di rời ngôi mộ cổ xem có thực chúng có liên quan đến nhau tôi muốn được chứng thực nhiều chưa kịp hỏi thêm thì tiếng xe máy lệch bạch ngay hướng cổng nhu vội vàng nhộm dậy ông mão ông mão ơi tiếng gọi tiếng gào khóc cổ mẫn từ bên nhà vọng sang vợ con của mão về rồi tôi với ông sang đó lão huệ gật đầu đứng dậy vừa bước ra khỏi nhà sau lưng của nhu thì ba cây nhang trên bàn thờ ông bà châu tất ngốm khiến cho lão giật mình quay lại à này ông muốn nói gì à không có gì đâu hai người vừa bước đến cổng đang nghe tiếng gào khóc rũ rượi bóng của mẫn chạy quanh cuộn như đi điên dại từ trong nhà ra ngoài hiên ông mão ông mão ơi lão lạnh người khi nghe đến hai câu thơ cơn gió chiều xuôi ta về dĩ vãng hẹn ước ngày nào năm tháng chia xa. Nhưng giờ mới tháng 12 thì lấy đâu ra hoa gạo và cả hoa tre. Lão đứng tần ngần suy nghĩ nhưng vội bừng tỉnh bởi tiếng gọi của thằng Hải thằng Nam. Bố ơi bố! Bóng của hai thằng cùng ánh đèn pin loang loáng xoay vọng lên ở dưới vực. Vừa nhìn thấy Nhu và Lão Huệ đi sang, tiếng cổ mẫn khóc lại càng to và thảm thiết. Thầy ơi con cắn răng cắn cỏ con lại thầy, để cho con biết nhà con đang ở đâu, Tất cả chỉ tại con, tại con không nghe lời thầy cho nên mới xảy ra cứ sự này. Chỉ bình tĩnh đi, giờ có cuống lên cũng không giải quyết được gì đâu. Ông đều mắt nhìn xuống dưới vực nghe rõ tiếng gọi cha vọng lên của hai thằng con. Ở đây chỉ thiếu chút nữa mẫn quỷ gục xuống dưới chân của lão Huệ mà không ngừng dằn vật bản thân. Như tất cả mọi lỗi lầm đều một mình mẫn gây nên. Khi đã không tin lời của lão đầy chồng vật chỗ chết, Nhu đứng bên chỉ biết ăn đuổi khi thấy ngay thẳng đi lên Nhu mới bảo. Vừa mọi người sang đã tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà nhưng không thấy. Bây giờ sao hà bác, ở dưới kia cũng không thấy. Thằng Nam vừa nhìn thấy Nhu nó đã vội vàng cất tiếng, cháu sợ... Dòng của nó ấp úng còn mẫn vẫn lù loa khóc. Tất cả chỉ tại tôi không nghe lời của thầy. nhô quay sang lão Huệ, bây giờ mình tính sao? Lão Huệ đâm chiêu dây lát rồi dục mẫn. Thôi hãy dọn sạch nhà cửa đi, chỉ vật thắp hương cho ra tiền, cứ đứng hết ngoài này giải quyết được gì chứ. Mẫn nghe thấy vậy thì quay sang dục hai thằng con, hai đứa dọn dẹp nhà cửa đi mời thầy vợ anh vào nhà. Thằng hai dọn sắc con chó mang bỏ ra ngoài vườn, ở trong thì thằng nam dọn bàn ghế rửa sạch ấm chén. Bác trà lão trò cũng đã đổ đi, chỉ chờ dọn lại sạch sẽ Lão Huệ và Nhu mới gión rén bước vào nhà sau. Bà kỳ nhàng cháy rực sáng trên bàn thờ vô cùng sơ sài, nguội lạnh, chỉ lầm trầm vài ba chân nhang đổ nghiêng ngả. Bàn thờ chỉ lập nên cho đủ trước giờ không hề cúng ai. Mùi khói hương tỏa ra làm cho căn nhà ấm cúng bớt đi phần nguội lạnh. Giờ làm sao nữa hả thầy, liệu còn kịp không? Đôi mắt cổ Mẫn đỏ ngầu nước mắt quay sang hỏi Lão Huệ và Nhu đứng sau. Thằng Nam Hải từ ngoài đi vào, Cô sắp cho tôi mầm lễ đi, đơn giản thôi. Dạ thầy cần gì con bảo cháu đi mua. Dặn sợ chúng nó không có nhớ đâu, để tôi ghi ra. Cháu ra nhà bà loan đầu làng, cố đi nhanh không họ đóng cửa. Mẫn mạng giấy bút ra đặt trước bàn, ghi chép những món đồ cần mua, rồi đưa cho mẫn nhìn qua tờ giấy. Mấy món đồ lão Huệ dặn cũng đơn giản, rẻ tiền, cho nên đưa cho thằng Hải đứng bên, còn đi mua nhanh rồi về. Thằng Hải cầm lít tờ giấy rồi vội vã đi ra khỏi nhà. Liệu nhà con có sao không thầy nếu như... Mẫn trời nói hết câu thì lại khóc nấc khi nghe tiếng thở dài lắc đầu của lão Huệ. Ta hy vọng là ta sai nhưng thực sự chồng chị lành ít giữ nhiều. Ta nói như vậy không phải để an nổi, chỉ để chị chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Còn cách nào không thư thầy? Nếu mà chồng chị không đi xuống vực, tôi không biết điều... Nếu mà chồng chị không đi xuống vực Tôi không biết điều sáng qua tôi đã nhắc anh có nói với chị không Vừa nghe xong mẫn gật đầu Có tôi tin chồng tôi sẽ làm đúng như lời thầy dặn Anh Mão đã cấm tiệt ba mẹ con không được xuống vực Nhưng mà thầy thấy đấy Mấy chục năm nay gia đình tôi đều mưu sưng nhờ con vực này Bởi không có việc gì làm cho nên tôi và hai đứa con với về nhà ngoài Vừa nghỉ được một chút thì đã xảy ra chuyện Gọi điện không liên lạc được ba mẹ con đang trên đường về thì nhận được điện thoại của bác Nhu. Nhiều nghe mẫn nói cho nên vừa mừng nửa lo và cả sự ngờ vực. Không lẽ năng lực của lão Huệ trước giờ không phải tầm thường như thầy cúng làng. Thậm chí là cả bố anh người chơi với lão từ thời tóc còn để tròm vẫn coi thường. Lão đã biết, biết rất rõ người nằm dưới mộ và những bí ẩn nằm sâu dưới con vực này. Thằng Hải xách một túi nặng đựng tiền vàng hoa trái vàng mã, nhù để ý đặc biệt có rất nhiều nến trắng đặt trên bàn xả dạ, thầy kiểm tra xong thiếu thứ gì không à? lão huệ kiểm tra rồi gật đầu chỉ bảo hai cháu kia giúp tôi cái bàn ra ngoài sân hai thằng con gật đầu vào trong buồng lấy chiếc bàn cây ra sân theo lời hướng dẫn của lão lão nhanh thuần thoát sắp lễ ra bàn đặt hướng về phía vực nhưng không để ý đến bảy cống và để ý đến những cây nến trắng thắp lên cháy bập bùng trước cơn gió nhưng đến khi lão Huệ đọc mấy cái tên cha anh Thì hai cây nến ngay đằng đầu đã vụt tắt Liền sau đó là đến tên cổ Mão Cây nến kế sau cũng vụt tắt Chỉ còn lại một đốm than hồng Phía bên trên lão khẽ lắc đầu Phủi quần đứng dậy Muộn rồi Cả bốn người thất thần nhìn lão Huệ Cô và cháu nên nhờ công an tìm kiếm Năng lực của tôi chỉ có thể tìm được đến vậy Không thể làm gì hơn tôi xin lỗi Thầy tôi xin lỗi Lá Huệ dứt khoát đi ra cổng Nhu vội vàng chạy theo không quên ngoái lại Để tôi đưa ông ấy về lát tôi quay lại Ba mẹ còn đứng thất thần Nhìn hai bóng đen dần khuất Mẫn gục đầu trước bàn cúng giữa sân Những cây nến màu trắng nhĩ xuống dần tắt lịm Gió ở dưới vực ngày một thổi lên dữ dội hơn Như muốn báo trước một trận cuồng phong đang bắt đầu ập tới Giờ mình có nên đi báo công an không mẹ Đợi sáng mai xem thế nào đã đôi mắt của mẫn thất thần nhìn về hướng vực loạn choạng đứng dậy thằng nam vội vàng chạy ra đỡ mẫn cho khỏi đi vào nhà thằng hải ngồi thu dọn đống đồ cúng trên bàn nó ngẩng đầu lên hỏi bâng quơ liệu có khi nào bố vẫn còn dưới vực không dưới vực còn chỗ nào em với anh chưa tìm đâu thằng hải đưa mắt vào trong sợ điều mình định nói mẫn vô tình nghe thấy nó vẫy vẫy tay cho thằng anh cúi xuống gì thì thầm nếu bố đã mất ở dưới vực thì sao Mày nghĩ thật vậy hả Anh lạ gì tính bố Thường ngày ở trong làng la giang bố có chơi bời với ai Nếu quanh quẩn trong làng hay tin Thì cũng phải về từ lâu Em nghĩ ông Huệ này nói không sai đâu Em nghĩ đấy mẹ cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất của bố rồi Thì bây giờ mày tính sao Em cũng chưa biết nữa Hai đứa đứng dậy bê đống đồ vào trong nhà bỏ thõng lại lời nhắc. Bố bảo đừng bao giờ lặn xuống đáy vực. Em đã mấy lần cố xuống sâu nhất nhưng không có gì cả nhưng lão huệ là người nắm biết tất cả thằng hải nói đoạn cuối càng nhỏ hơn chỉ thì thầm mình nó nghe còn thằng nam lạnh người bần thần nhìn về phía vực nơi xa xa ấy chỉ là một màn đêm đen đặc tại nhà của lão huệ tầm mười một giờ đêm nằm hưu hắt ở cuối làng xung quanh hàng xóm đắt tắt đèn từ lâu nhồi chờ lão dừng lại chiếc cầm cậu về nhà tôi chơi khuya rồi có gì sáng mai tôi qua sớm chuyện nhà mão tôi e là chưa xong Lão Huệ suy tư trong giây lát rồi khẽ gật đầu. Tôi về đây. Lão đứng dậy ngóng theo bóng đèn xe của Nhu đi khuất, mấy mở cổng vội vã đi vào khóa cửa lại. Cho đến khi vào đến nhà đóng chặt cửa, lão mới đưa tay lên ngực cố giữ bình tĩnh. Đôi bàn tay của lão Huệ đốt thương run rẩy lập cầm cắp lên ban thờ nở một nụ cười bí hiểm trong đêm. Thầy ơi, còn sau bao năm sắp được thỏa ước nguyện cuối cùng của cuộc đời của cả thầy nữa ta sắp chạm đến người canh cổ mộ. Rồi tiếng gã bật cười mát dại vang lên giữa đêm hôm thành vắng. Tại nhà cổ mão, thằng Nam định cài then cửa lại nhưng vẫn ngồi trên ghế vội xua đi. Để cửa đấy. Khuya rồi mẹ định ngồi như vậy cả đêm sao? Nếu bố con có về bố con sẽ gọi cửa. Con đi ngủ đi. Nó ái ngại nhìn mẫn trong giây lát rồi cũng đi vào trong. Nếu cần gì mẹ gọi cho con, Mẫn khẽ gật đầu đêm nay con chó mực không chu lên ai oán gì trước. Có lẽ vừa nãy Nhu đã trở về nhà cột nó lại ngay gốc nhãn trái nhà. Giờ đêm hôm mùa đông lạnh giá chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi ở phía vực. Mẫn ngồi bó gối trên ghế hướng ra ngoài cửa chờ đợi. Nhưng không chờ đợi được lâu cô cục xuống đầu và thiêu thiêu ngủ. Rồi bất ngờ có tiếng như là tiếng bước chân người dừng lại ngay trước cửa. Mẫn nhòm đầu dậy cố gắng lắng tai nghe tiếng lộc cộc rời đi mẫn vùng dậy mở tung cửa lao ra anh mao khi lao ra ngoài hiên chỉ có bóng đêm tiếng gió ù ù dưới vực thổi lên vừa lúc ấy thằng nam từ trong nhà lao ra bố về hà mẹ nhưng nó thất vọng ngày sau đó khi nhìn thấy sự thất vọng sắp suy sụp của mẹ thằng hai vội vã chạy theo sau nhưng nó hụt hẫng như mẹ và anh mình vào nhà đi mẹ khuya rồi ba mẹ con vào trong nhà thằng nam không hỏi nó cài cửa lại mẹ cố nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều nữa nếu bố con về bố con sẽ gõ cửa mẫn nhìn hai thằng con khép buông tiếng thở dài mẹ biết rồi hai đứa đi nghỉ đi hai thằng ngần ngại nhìn mẹ một lát rồi đi vào trong mẫn không còn ngồi ở ghế chờ đợi nữa cô đi về phòng đặt lưng xuống trần trọng rất lâu mới đưa cô vào giấc ngủ thì tiếng lộc cộc ở ngoài hiên lại vang lên khiến cô thức giấc lần này mẫn không vội trở dậy như trước cô cứ lầm lì nghe ngóng định vị lại tiếng động chính xác do ai và phát ra từ đâu tiếng lộc cộc ấy ngày một gần hơn mẫn biết rõ ràng đó là tiếng bước chân người rất nhẹ nhẹ chỉ đủ để cho mình cô có thể nghe rõ một suy nghĩ lóe lên trong đầu của cô nhưng tại sao chồng cô lại phải về lén lút trong đêm không giờ đã là nửa đêm về sáng mẫn ơi Mẫn đang bối rối thì nghe đúng tiếng chồng của mình gọi. Mẫn nhòm dậy cố gắng lắng tai nghe. Tiếng gọi ấy thêm một lần nữa cất lên. Mẫn ơi! Mẫn nhẹ nhàng trở dậy cố gắng không tạo ra tiếng động để đánh thức hai đứa con. Cô mở cửa đi ra ngoài. Lúc này trời đã trở đêm về sáng. Anh Mão! Tiếng của cô lắp bắp thằng thốt kêu lên trong đêm khi mà nhìn thấy bóng của chồng ở phía xa phẳng vất trong màn xương. Tôi mất rồi! Đáp lại tiếng của Mẫn, tiếng của gã trả lời buồn buồn nhẹ tựa như là tiếng thở. Mẫn suýt nữa khủy xuống không còn tin vào tay của mình. Mão chồng cô đứng ngay trước mặt, nhưng mới một ngày trôi qua, mão đã biến thành một người khác. Khương mặt của gã trắng bệt như là vôi không còn dương khí. Cô biết chồng của cô đã không còn là một con người bằng xương bằng thịt, đó chỉ là một hồn ma vất vưởng. Cho nên khi cô càng tiến đến gần, thì bóng chồng của cô lại càng lùi xa. Anh Mão, tại sao lại như thế? Lão ngôi mộ cây chùa, con mình đừng. Tiếng nói của Mão ngập ngừng ngắt quãng, có cả sự sợ hãi trên gương mặt bạc trắng, nỗi sợ hãi kinh khủng mà gã đang phải đối mặt. Bóng của Mão vùng vẫy trong tuyệt vọng dần dần chìm xuống tan biến giữa vực. Mẫn lao dài nhìn chồng chìm xuống trong bất lực. Cô ở không khóc vật vã ngay mép vực lão giả ngôi mộ cây chùa lời nhắc ấy ngắt nhịp âm vang trong đầu của mẫn ánh mắt của cô căm hận nhìn quay lại ngôi mộ cổ tất cả mọi bi kịch bắt đầu đều từ đó mà ra mẫn điên dại lao đến cào cấu để chút hết mọi oán hờn lên ngôi mộ cổ thằng nam thằng hải nghe tiếng khóc nức nghẹn bên bờ vực cả hai hốt hoảng chạy ra thì mẹ đang vật vã bên ngôi mộ cổ ngón tay của mẫn nhúm đỏ máu chỉ về phía vực cha con ông ấy đang ở đấy Mẹ nhìn thấy ông ấy ở đấy mẫu ra xem Hai đứa im lặng nhìn nhau gật đầu Không hỏi tại sao Cả hai đứa mím môi cắn răng Để chiếc thuyền nhỏ rẽ xương đi ra ngoài mặt vực Ở trên bờ tiếng gào khóc thê lương của mẫn Văn lên từng chập Hòa vào tiếng chó mực gầm gừ trong nhà của ông Châu Mấy chiếc bè kế bên cũng đã tỉnh giấc Và ánh đèn vàng chiếu mờ mờ hư ảo trên mặt vực Tất cả mọi tai họa đều do ngôi mộ bên vực này mà ra, cũng do sự bảo thủ của gia đình anh. Trời còn chưa tờ mờ sáng, sân vẫn còn phủ kín mặt vực, nhu bị đánh thức bởi tiếng cào sột soạt vang lên, kèm theo tiếng khóc uất nghẹn vật vã rũ rượi. Đôi bàn tay cổ Mẫn đang cào cấu như muốn chút bỏ mọi oán hờn lên ngôi mộ cổ. Ánh mắt ấy căm hận nhìn thích nhu, bởi ở đây chỉ có anh là người duy nhất bằng sưng bằng thịt có thể hiểu được những lời oán hận của Mẫn. Đưa mắt nhìn ra phía xa hơn một chút, hai thằng con trên mình ướt đẫm xương vừa mới chớm chèo thuyền từ giữa vực đi vào. Hai đứa nó tìm tung tích của Mão từ rất lâu trong vô vọng. Thế bóng của Nhu từ trong nhà đi xa, thì khóc của Mẫn càng to và ai oán hơn. Mẫn thần trách người nằm dưới ngôi mộ và cả ông Châu, không tin theo lời của lão Huệ. Hai đứa nó đứng im lặng nhìn mẹ và nhìn Nhu, mẫn không nhìn lại bởi cô đoán chắc kết quả trở về của hai thằng con còn nhù ảnh đứng ngây người trước người đàn bà đang không ngừng gào khóc thảm thiết mẹ mẹ sao vậy tiếng của thằng nam hoảng loạn khi nhìn thấy những vệt máu đỏ chảy dài trên ngôi mộ đến giờ nhung viết giật mình nhận ra đôi bàn tay cổ mẫn cào cấu lên ngôi mộ cổ đã bật móng hai thằng còn cố ngăn dòng nước mắt lằn xuống đỡ mẫn dậy mình về đi mẹ Không có gì đâu mẹ ơi Để lát nữa hạnh nắng thì hãy đứa con ra xem lại Không thấy biết đâu cũng là điều tốt Biết đâu đấy Mẫn thất thần đáp lại Đôi mắt đẫm nước ấy còn lấp lánh lên sự hy vọng Ba mẹ con dìu nhau bước qua nhu Anh giống như một người vô hình Nhưng Mẫn ném lại một ánh mắt đầy oán hận Bóng của họ trở vào nhà chìm sâu trong màn xương đang thổi từ vực đôi tay mẫn còn nhộm đỏ máu buồn thõng trong màn xương dày đặc. Nhu không biết vì lý do gì mẫn cáo lên thành mộ, nhưng anh biết chắc chắn người đàn bà ấy đang có một sự oán hận ngút trời ở đây. Anh đứng quay lại nhìn ra phía vực chỉ còn một màn xương trắng độc chắn ngay trước mắt. Sương tàn đi nắng lên, những người hiếu kỳ trong xóm ngoài vực súng đen súng đỏ trên bờ vực để hỏi han về sự biến mất của mão. Diệu Mẫn mặc cho mọi người khuyên ngăn, cô vẫn nặng nặng đứng đó ngóng về phía mặt vực. Gã trung niên tên là Toàn có bể cá di vực vạm vỡ, người buông lưới vô tình vứt được ông Châu đứng bên nhu lên tiếng. Nếu cô đã cam đoàn như vậy thì bây giờ cô nên tự bỏ tiền thuê người nhái, may ra mới có khả năng lặn xuống đáy vực này. Còn thuê mấy ông thuyền chạy ở ngoài sông lục vào đây, chỉ tốn tiền mất thì giờ mà thôi. Sao không báo công an đây là việc của họ mà Thì người nhái biết Thuy ở đâu Một người khác đứng ngoài chen vào Công an họ không ngu ngơ điều người đến đây vài ba cái tin đồn bậy bạ đâu Mẫn cố gạt nước mắt đi lên tiếng thanh minh Chồng tôi mất tích hai ngày này cũng là bậy bạ sao Có ai dám khẳng định nhìn thấy ông Mão xuống vực hay là ông ấy đi đâu Tất cả chỉ lời phỏng đoán của ông Huệ thôi Cô có dám gọi ông Huệ ra công an xã làm bản cam đoan tận mắt nhìn thấy chồng cô chết dưới vực không? Hay là cô kể họ nghe đêm qua hồn ma của chồng cô ra đây? Rồi còn những chuyện gì nữa? Thì bây giờ anh nói tôi phải làm sao? Mẫn gặng hỏi trong tiếng nấc. Ông Nguyễn người già nhất trong đám người ấy lên tiếng. Nếu anh Mão không mất đờ vực thì sẽ tự tìm thấy xác thôi. Chỉ biết thừa ở cái vực này chưa ai chít đuối mà mất xác. Vậy nên chỉ hãy bình tĩnh đi, chưa nhìn thấy có khi lại là may. Chỉ thế đấy chúng tôi kéo lưới từ sáng có thấy gì đâu, mà cũng lạ như là chú Châu anh Toàn chẳng vô tình quét lưới thấy ngay trước mộ dồn gì. Nhắc đến ngôi cổ mộ đôi mắt cổ mẫn sáng rực lên, hay là... Mẫn chẳng kịp suy nghĩ gì lâu mà quay sang thằng Nam thằng Hải đứng bên nói như ra lệnh. Hai đứa còn kéo lưới từ thằng ngôi mộ này ra xem thế nào. Lần này hai đứa nhìn nhau lòng đầy nghi hoặc bộ chung mày ở dưới đáy còn trần chữ gì nữa. Hai thằng lập cầm cởi bỏ quần áo định lội ngay xuống vực theo lời thức dục của Mẫn, nhưng đứng trên bờ toàn vội kêu. Dẹp đi, việc này mình hai đứa không có làm được đâu, lội xuống có khác gì mò kim đáy bể. Thằng hải lý thuyền chờ chú về lấy lưới quét dài xuống xem thế nào. Phải đấy, cái vực này đâu phải là cái ao mà mò mẫm. Vừa dứt lời toàn vội nhảy lên thuyền, thằng hải khô mái chèo để chiếc thuyền trồng trành ra giữa vực tiến sát đến bè nhà toàn toàn nhảy vì bè của mình lấy tấm lưới đặt lên thuyền của mình hải khôi chèo quay trở lại mình nên dài lưới ở đâu hả chú đứng ở giữa vực toàn đăm chiêu nhìn vào ngôi mộ cổ ẩn khuất trong tán cây nhãn cổ thụ ước tầm hơn 50 mươi mét ngày nơi mão đã chìm xuống Chạy ở đây đi mấy ngày trước thì ông châu bây giờ đến bố của cháu không biết chuyện gì xảy ra nữa cứ như thế này thì ai dám làm ăn ở đây toàn chép miệng ngay bàn tay thân thoát thả lưới đám người đứng trên bờ súng đen súng đỏ nhìn ra thằng hải ấp úng hỏi toàn khi mở cuộn lưới cuối cùng trên thuyền trải xuống chú liệu toàn đưa mắt nhìn ra xa chú không biết bây giờ thử mới được nếu không thấy thì mình tìm cách khác hai liên gật đầu hai chiếc thuyền kéo cánh lưới ra xa dần thành hình vòng cung khép về phía ngôi mộ hai chiếc thuyền dần khép lại mẫn nhu nam cùng mấy người đứng trên bờ đến thở chờ đợi khi chiếc thuyền kéo hai đầu cánh lưới dần khép vào nhau trước ngôi mộ có gì không tiếng người la hét khúng lại khi hai chiếc thuyền đã chạm vào nhau chiếc lưới vét đường những cánh tay rắn chắc súng vào phăng phăng kéo lên mẫn sẽ đám người hiếu kỳ tiến đến không có gì cả tất cả những người đứng trên bờ đều thở phào thất vọng trong lưới trống trơn chỉ có mấy con mài mại cá lẹp Mẫn cũng hụt hẫng một cảm giác vô cùng hỗn độn khó tả, mừng vui lo lắng thất vọng đan xen. Giờ tính sao hả mẹ, cái vực này lớn và sâu như vậy, không có cái lưới nào có thể quét xuống được đáy đâu. Thằng Hải vừa leo lên khỏi thuyền ấp úng hỏi mất liền quát, còn mới tìm có một lần mà đã muốn bỏ rồi sao tìm tiếp. Mẫn quay sang toàn này nỉ, anh cố gắng giúp em hết bao nhiêu tiền em xin trả đủ. Hàng xóm giúp đỡ nhau thôi tiền bạc gì cô, Thằng Hải nó nói không phải không có lý đâu Nhưng mà tôi để tìm lại lần nữa xem thế nào Ông liền quay sang Hải Phụ bác đi lần này mình quét ngược ra Rồi quét vào lần nữa xem thế nào Thằng Hải uể oải gật đầu Không dám cái lời của Mẫn Hải lại xuống thuyền chờ lưới cùng toàn quét ngược trở ra Mà đứng trên bờ chờ đợi khi nắng đã bắt đầu lên đến đỉnh đầu Hai chiếc thuyền quay lại lần nữa Thêm lần nữa đến những con cá lẹp cũng không còn những người hiếu kỳ cuối cùng đứng trên bờ không giữ được kiên nhẫn, chỉ còn lại bà mẹ con mẫn nhu vào toàn. Chiếc lễ cuối cùng cũng bị cởi ra thu về tuyển của toàn. Trên mình anh đã ướt đẫm mồ hôi và nước khổ. Tôi chịu rồi, cứ tìm cách khác xem thế nào. Không để cho mẫn kịp trả lời toàn đã chèo thuyền đi xa khỏi tán cây nhãn và rời đi. Để lại bốn người đứng trên bờ nhìn theo. Giờ tính sao mẹ? Thằng Nam quay lại hỏi mẫn còn thằng Hải nó đã quá mệt mỏi cho nên ngồi gục vào một chỗ. Hai anh em mệt rồi thì về nghỉ ngơi đi. Ba người liền ngạc nhiên, thế còn mẹ? Hai đứa cứ đi vào nhà đi kệ mẹ cả anh nữa. Mẫn quay sang nói với Nhu đứng ở bên, anh cũng về nhà đi. Nhu ngần ngại nhưng cũng không biết xử lý như thế nào. Tôi báo công an rồi chiều họ xuống. Mẫn nhìn Nhu buồn bã lắc đầu, tôi không tin vào họ, nếu họ có đến thì cũng vậy thôi, thôi anh về đi. Nhu ngần ngại bước đi một quãng mẫn mới lên tiếng. Tôi nghĩ tai họa còn chưa chấm dứt đâu. Nhu dừng lại suy nghĩ trong giây lát rồi cầm cùi đi thẳng về nhà ông Châu khi nắng vừa lên đến, đến đỉnh đầu. Hai thằng con thuyết phục mẹ mãi không được cho nên đành lầm lũi trở về nhà để lại mẫn ngồi chơi chơi như một bức tượng đá vô hồn quay sang phía vực. Khi bóng của nhu đã khuất thì con mực lại bắt đầu cất lên những tiếng gầm gừ không ngớt mặc cho tiếng quát nạt từ bên trong nhà vang lên. Giữa trưa nắng đền xua tàn cái lạnh của mùa đông, màu nước vực ở giữa trong xanh như ngọc. Ngồi ở mép vực bên này Mẫn có thể nhìn thấy tận bờ bên kia rất lâu, mẫn mới có thấy lại được màu xanh. Giữa trưa gió từ vực thổi vào từng cơn, khiến mái tóc của cô sơ sát bay trong gió. Mẫn ngồi chưa chưa ở đó chờ đợi, Đến giờ cô giữ cho mình một niềm tin đinh ninh rằng chồng cô đang nằm trong làn nước lạnh. Không thể nhầm lẫn những lời khuyên can động viên, sự hy vọng đã tắt từ lâu. Chưa rồi, về đi ăn cơm đi mẹ, đầu giờ công ăn xuống đó. Mẫn giật mình quay lại khi thằng Nam đứng ngay sau lưng, mẫn im lặng vô hồn. Về ăn cơm đi mẹ, nếu cứ thế này mẹ ốm mất. Phải đợi thằng Nam hỏi thêm lần nữa mẫn biết đáp lại. Còn về trước đi mẹ không đói, hãy nghe ăn cơm lát nữa mẹ về. Mẫn dục Nam đứng tần ngần nhìn dáng ngồi siêu vẹo thất thần của Mẫn. Trên đôi tay của Mẫn máu đắc khô đen đóng tàng vào nhau như là nhựa đường từ bao giờ. Sáng đến giờ mải mê ngóng di vực cho nên không ai để ý đến vết thương trên tay của Mẫn. Tại sao cô lại hành động điên khủng như vậy? Mẹ có ngồi đây mãi cũng không thấy bố đâu. Có lẽ nào vì chuyện nợ nần là làm ăn bố bỏ đi không? Mẫn lắc đầu những sợi tóc tung bay trong gió. Bố con mất tích còn có thấy chủ nợ nào tới không? Từ trước đến giờ có bao giờ bố con rời khỏi làng một ngày đâu. Mẫn đưa mắt chăm chăm nhìn vào ngôi mộ cổ giọng gay gắt uất nghẹn. Mẹ tin tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ ngôi mộ cổ đó mà ra. Nam im lặng đưa ánh mắt nhìn sang ngôi mộ cổ. Bác Nhu đã đồng ý di rời nó rồi. Lẽ ra ông ấy phải làm nó từ lâu, không phải chờ đợi tai họa xảy ra liên tiếp mới làm. Mẫn vừa dứt lời thì nghe tiếng ồn ào trong nhà vọng ra. Về đi mẹ, chắc có người đến đấy, mẹ có ngồi đó cả ngày bố không tự nhiên xuất hiện đâu. Mẫn loạn tràng đứng dậy chỉ trực té ngã nếu không có sự nhanh nhẹn của nam đỡ lấy mẹ. Nhưng đôi mắt cô không rời khỏi vực. Cô dần mình chới với khi thấy khoảng mờ xa, ở giữa mặt vực là một đống nhỏ xíu đang bập bùng nửa nổi nửa chìm. Con có xem. Dòng của Mẫn run rẩy từng chập, Nam ngoái đầu nhìn theo cánh tay đã đen màu máu chỉ ra vực cổ Mẫn. Con thấy không? Con thấy không? Nam có càng mắt hết sức nhìn theo hướng ngón tay của mẹ chỉ. Đúng ở phía trước giữa vực thằng ngôi mộ này có một vật đang nổi lên chứ hướng về đây theo hướng gió. Mẫn đã quên ngày chuyện về về nhà. Cô lập cập đi ra chiếc thuyền đặt ở mép vực. Còn Nam thì vẫn đứng ngơ ngẩn nhìn theo cái đống mờ đen lập lờ trên mặt nước. Đúng khi nãy ở chỗ ấy, nam và toàn buông lưới nhưng không thứ gì cả vậy nó ở đâu xa còn nhìn gì nữa bơi ra ngay tiếng dụng của mẫn làm cho nó giật mình lập cập xuống thuyền khi mẹ nó đã ngồi chờ sẵn nam lập cập lên thuyền trèo ngược theo hướng gió cây đống mờ đen ấy càng rõ khi khoảng cách ngày một thu hẹp đó không phải là bịch ni lông như nam lầm tưởng một mớ tóc người nổi lềnh bềnh trên mặt nước hướng về ngôi mộ cổ một nửa thân người còn lật úp dưới mặt nước những váng mỡ loang loáng hình tròn bông ra tàn dần trên mặt nước mỗi khi mái chèo chạm đến đúng rồi cha con dòng của mẫn nghèn nghèn rồi bất giác òa khóc nức nở ngay giữa vực nam cố gắng giữ bình tĩnh chèo thuyền đến gần hơn đôi mắt của nó vẫn cố ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ giữa trưa mọi người đã trở về bốn bờ vực đều vắng tanh nó thực sự sợ hãi khi lần đầu phải đối diện với xác chết trôi bốn bề đều là mênh mông sóng nước. Trên một con thuyền bé như nửa cái vỏ chấu giữa dòng, cùng với người đàn bà đang gào khóc trong cơn điên dại. Mẹ bình tĩnh nào, mẹ không bình tĩnh, cả con và mẹ đều chít chìm mà đây theo bố đấy. Màn thuyền vừa chạm đến xác chết nổi lập lờ trên mặt nước, bằng linh tính của một người vợ mẫn đã nhận ra, khi thi thể đang trôi nổi hướng đầu về ngôi mộ kia không ai khác chính là chồng của mình. Mẹ ngồi im đi, nó gắt lên cái chiếc thuyền nhỏ trong tranh mà mẫn chỉ trực lao xuống. Nó chỉ muốn trèo thuyền bơi ngược lại bờ hô hoán mọi người ra súp, hoặc là trèo thêm một đoạn nữa sang bè của Toàn, mượn con thuyền lớn hơn. Nhưng mà dường như mẫn lại không nghĩ đến việc đó. Mẫn chỉ muốn lôi xách chồng lên thuyền và trở lại bờ càng nhanh càng tốt. Kéo, cả bố con lên nhanh. Mẫn dường như đã quên hết sợ hãi cô biến thành một người khác. Cô sốc nách chồng kéo lên mạn thuyền, khiến cho mạn thuyền nhỏ nghiêng hẳn về một hướng nước bắt đầu tràn vào khi hai khỉu tay của mão vừa chạm lên nam ngồi trên thuyền kêu lên thất kinh không bàn tay của nó ngừng trèo cũng không tin vào những thứ nó vừa trông thấy khuôn mặt trước mặt của nó nhìn thấy không phải là mão không phải là cha nó mới hơn một ngày dưới nước khuôn mặt của mão đã biến dạng đến mức còn gây sợ hơn nhiều so với những bộ phim kinh dị nó đã từng coi Vừa nhìn thấy gương mặt ấy không kìm nén được nó liền ói mở liên tục. Nếu không phải gương mặt ấy là cha nó, nếu không phải là nó đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ cùng với mẹ, một người đàn bà đã mất hết lý trí giữ hồ, thì chắc chắn nó sẽ vứt bỏ tất cả để chạy trốn mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Gương mặt của Mão dường như bị ai đó lóc sạch thịt hoặc là bị cá tôm rỉa rũa đến tận xương, không phải là màu đỏ mà đó là một màu hồng nhợt nhạt đôi bàn tay cổ mão bị tròi lên mép thuyền cũng vậy đã giữa đến tận xương xác cổ mão tuy không bốc mùi hôi thối mà nó tỏa ra một mùi gây gây tanh tanh sinh ra và lớn lên ở mép vực lại gần với dòng sông được năm nào cũng chứng kiến một vài vụ chết trôi thậm chí khi vớt lên đã rũa ra đến tận xương nhưng chưa khi nào khiến nó sợ hãi khi đối diện với xác cha mình dường như nó cũng càng sợ hãi thì mẫn lại càng gắng sức dùng hết sức của mình kéo cơ thể đã bị rũ lên chiếc thuyền đang chồng chành chỉ chờ trực úp xuống. Mẹ, đừng, đừng. Nó cố gào lên kinh sợ khi nhìn thấy gương mặt của Mão đang nhìn vào nó. Khi đôi bàn tay chỉ còn trư lại nhợt nhạt toàn xương đã chạm đến chân của nó. Mẹ không được, dừng lại đi, thuyền sẽ chìm đấy. Còn muốn bỏ bố con nằm vĩnh viễn dưới này sao? Đôi mắt của mẫn đỏ ngầu màn dài không có lý trí chính là cô nữa. Kéo lên, mà nói rất khoát như ra lệnh mặc cho sự cuống cuồng hãi hùng của nó khi bàn tay cổ mão trơn lại toàn xương nhợt nhạt chạm vào cổ chân của nam như muốn nắm chặt lấy khiến cho nó khô mái trèo ra xa thì bàn tay ấy lại càng cố nắm chặt lấy cổ chân của nó nam con đang làm gì vậy mẹ bình tĩnh đi chúng ta không thể chết chìm ở đây cùng cha thì sắp chìm rồi mẹ thấy không đúng thật nước đang ngấp nghé vào bên trong Bố không chìm xuống được đâu Nhưng con và mẹ sẽ chìm ngay bây giờ đấy Mẹ buông ra đi Nó gào lên khi nhìn thấy đôi mắt trắng giã Chỉ còn toàn lòng trắng của máu trượt ngược lên Máu trong miệng của máu tứ đỏ ra Bàn tay đã tuột hết ra Chỉ còn lại bám lấy chân của nó Nó dấy nảy nên một mực muốn mẫn Buông sắc của máu trở lại mặt vực Mẫn đành phải bò sắc của máu xuống Nhưng tay cổ cô không buông cổ áo của chồng về phần của nam đã bình tĩnh bớt hoảng loạn ngắm thẳng phía ngôi mộ cổ dốc một hơi lửa theo hướng gió mà trèo về chỉ đến khi thấy thấp thoáng bóng người lố nhố trên bờ nam mới biết rằng mình thoát chết trong găng tức tìm thấy rồi tìm thấy rồi tiếng người lao sao trên bờ khi chiếc thuyền chở ngay mẹ con mẫn dần chìm xuống khi cách bờ gần chục mét mấy người công an xã và hải vội lao mình xuống vực bơi ra phía nam thì nam đã gục xuống và xỉu đi không biết có phải vì hoảng sợ hay vì kiệt sức. Khi người ta vác xác của nó lên bờ ủ rũ không khác gì một tàu lá úa, còn Mẫn vẫn vùng vằng trong nước kéo cái xác của chồng. Ai nấy trên bờ đều thất kinh, bịt mũi quay đi không dám nhìn vào thi hài kinh dị của Mão. Tại sao lại như vậy? Tiếng hốt hoàng của hài vang lên, trước mấy người công an xã và người làng xóm hiếu kỳ đang ùn ùn kéo đến. Chết rồi cá tôm nó rỉa chứ có gì đâu, Nhà cháu sinh sống ở vực bao năm còn chưa thấy Một người hàng xóm trả lời bâng quên như vậy Đừng có lo để lát nữa Công an tỉnh họ xuống khám nghiệm pháp y rồi biết Một người công an xã đi ra lên tiếng Anh ta cũng không dám nhìn thẳng vào thi thể gớm ghét của Mão Đang bốc lên một mùi tanh đính nồng nặc Vừa mới người thấy đã khiến cho anh phải xô đám người ra ói mửa liên tục Nếu không phải mẫn thì có lẽ không ai dám kéo xác của Mão vào bờ mang đi mà chôn cất đi còn muốn khôi ra làm gì ở xóm vực này làm gì có ai tư thủ hiểm khích gì ám hại nó ở nhà một mình rượu chè rồi nhau đầu xuống vực chứ có gì đâu nhưng đôi mắt của hải vẫn còn kinh sợ không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt máu ở trong miệng của mão vẫn tứ ra tay chân như bị người khác dùng dao lóc thịt rồi ngâm xuống vực làm mồi cho tôm cá chứ không phải tự nhiên mà cá tôm rỉa tạo ra một cái chết kinh dị như vậy nhiều cũng từ trong nhà đi ra đứng nhìn sắc của mão anh không dám nhìn lâu cho nên vội vàng quay đi chẳng biết ai trong đám người lố nhố đã nhanh chân chạy đi lấy chiếc chiếu phủ lên cơ thể của mão tránh cho ruồi nhạc đang vù vù bay đến như là bầy ong vỡ tổ chỉ tính sau người trường công an xã ngồi bên cạnh mẫn đang mất hết thần vía vô hồn nhìn về phía vực xa trên gương mặt anh ta vẫn hẳn lên sự sợ hãi tôi không thấy dấu hiệu của việc mưu sát đâu mẫn quay lại nhìn manh chiếu đã che phủ kín đầu của chồng chuyện không may không ai muốn tôi muốn chôn cất chồng mình sớm tôi biết không có ai mưu sát chồng mình cho nên không cần khám nghiệm đâu người công an xã gật đầu vậy được rồi người công an xã đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn xuống thi thể của mão buông tiếng thở dài ái ngại cô nên kêu ông huệ đến xem thế nào mới có chưa đến một tháng mà có ba đám tang ở đây. Một người đàn ông đứng ngoài trên vào lên tiếng, đừng có tuyên truyền mê tín dị đoan coi chừng lên xã uống nước đấy. Thế nào là dị đoan? Nhà có đám mời thầy đó là chuyện bình thường có gì quá không? Hai người đàn ông nổi sùng lên đỉnh cãi nhau, khiến cho anh trưởng công an xã phải xua tay làm hòa. Thôi hai người thôi đi, nhà người ta đang có đám thế nào thì là quyền của người ta. Hai người đàn ông kia mới chịu im lặng, nếu không có nghi ngờ gì nữa cô nên thu xếp làm nhanh chóng, người chết trôi để lâu không tiện. Anh trưởng công an xã đứng nói thêm dằm bà cầu ba điều nữa, rồi kiếm cứ chuẩn thẳng. Không biết ai báo tin mà ông Huệ đã tự tìm đến ngay khi có mấy người công an vừa đi khỏi. Ông đến giống như là một vị cứu tinh của ba mẹ con Mẫn. Mẫn vừa nhìn thấy đã vội vàng quỳ khóc. Thầy ơi, bây giờ phải làm sao? nước mắt ướt nhèm vật vã bên chiếc chiếu phù sắc cổ mão đến giờ những con nhặng xanh đã bay bu đầy lại còn khóc lóc gì nữa đi chuẩn bị áo quan mọi thứ cho chú ấy trước đêm nay không xong lại có chuyện đấy lão nói xong nhưng không nhìn phản ứng cổ mẫn và hai thằng con mà lão quay sang nhìn cổ mộ rồi nhìn ra giữa vực nơi sắc cổ mão vừa nổi lên để tôi nhồi đứng ngoài lên tiếng huệ nhìn thấy anh sùng phòng nên gật đầu ra về hài lầm Thằng Nam thằng Hải đi đến dìu mẫn đứng dậy trầm sự mẹ con cháu nhìn mọi người Ba mẹ con của mẫn rừng rừng nước mắt Vái lại những người đứng xung quanh Tuy sợ hãi yếu kỳ Nhưng không ai bảo ai Mỗi người một việc chi nhau đi lo hậu sự cho Mão Để lại mình lão và một vài người bạo gan đứng bên sắc của Mão Nằm ở bên bờ vực trước khi chờ nhu mang áo quan trở về Mẫn cũng đã về nhà đun nước thơm theo lời của lão Huệ, để tắm cho mão lần cuối trước khi đưa vào áo quan lão huệ một tay đưa lên che mũi vì những mùi hôi tanh nồng nặc đang bốc lên tay kia của lão run rẩy cầm tấm chiếu đang phủ lên cơ thể của mão từ từ mở sắc của mão ra lão giật mình khi thấy thêm nước màu đỏ như máu từ miệng của mão đang loáng ra ngoài một người bạo gan như lão đã từng chứng kiến biết bao cái chết bốc biết bao nhiêu ngôi mộ không có chuyện kinh dị nào mà lão chưa từng trải qua nhưng vừa hé nhìn thấy khuôn mặt của lão mão đã suýt nữa té ngã ngửa ra sau khi thấy những con giòi béo mỏng lớn nhanh như thổi đang lóc nhóc từ trong hốc mắt của mão bỏ ra lão không nghĩ lũ giỏi ấy lại có thể tàn phá cơ thể của mão nhanh đến vậy nếu cứ để như thế này thì chỉ sau đêm nay cơ thể của mão chỉ còn trơ lại một đống xương khô như vậy thì tất cả những điều lão suy nghĩ đều chính xác Lão không nói cũng không muốn cho một vài người đứng đó hay. Áo quan và nước thơm đã có chưa? Lão vừa hỏi vừa ngước mắt lên thì đã thấy Nhu và một vài người khác mang chiếc quan tài trên xe dừng lại ở ngoài sân. Mang ra đây. Lão dục giả những lưỡi rào sắc lẹm kêu phần phật, những cành nhãn xung xuê rào rào hạ xuống. Nhu đi ba người khác mang chiếc áo quan ra mép vực. Phía trước khói nhàng đã đốt lên nghi ngút cắm xung quanh thi thể của Mão ngăn bớt đi những con nhặng xanh cố xả xuống như ong. Nước thơm đã đun xong chưa, đun thêm cho tôi nổi nữa. Một nồi nước thơm lớn bằng song quân dụng hai thanh niên khệ nệ khiêng ra, tránh ra. Lão cầm chiếc áo như là màu đỏ thẳng tay tín nước sôi từ trên trở xuống, trước sự ngạc nhiên và kinh hãi của tất cả đám người đứng đó chứng kiến. Lão, lão làm cái trò ma quỷ gì vậy? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.